Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là người lạ. Như tiêu đề video các bạn đã đọc được thì trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về top 5 đôi giày mà mình nói đúng ra là thường xuyên chọn để đi trong mùa đông nhất, chứ không phải là cả mùa đông mình chỉ đi 5 đôi giày đó. Thì thực ra đây không phải là chính xác 5 đôi giày mà nó nói thế nào nhỉ? Nó là 5 cái loại giày mà mình thường chọn khi đi vào mùa đông nhất. Không biết là các bạn ở miền Trung với miền Nam như nào, nhưng mà miền Đông ở ngoài miền Bắc này thì mình thấy rất là khắc nghiệt. Ở chỗ đó là nhiệt độ thường xuống thấp, ví dụ bây giờ đang là khoảng là 5 giờ 30 phút sáng và nhiệt độ đang là khoảng 12 độ. Có những khi còn xuống thấp hơn cả thế nữa. Ngoài lạnh ra nó còn mưa. Ở Hà Nội này thì còn đỡ, chứ những bạn ở trên miền cao thì các bạn còn thấy nhiệt độ xuống thấp nữa. Mưa thậm chí là có tuyết. Thì mình sống ở Hà Nội cho nên là mình cũng phải nói chung là làm quen với lại cái kiểu thời tiết như vậy. Và qua mỗi mùa đông thì mình thường đi những đôi giày nó khác đi so với mùa hè, chắc chắn là thế rồi. Và những đôi giày mùa đông mà mình kể ra trong ngày hôm nay thì nó không phải là theo thứ tự là từ 5 đến 1, có nghĩa là mức độ ưu tiên, mà mọi sự ưu tiên trong video này của năm cái đôi giày mà mình kể ra ấy, thì nó đều bằng nhau cả. Có nghĩa là tùy trường hợp và tùy thời tiết, cũng như là tùy, có thể là tùy tâm trạng nữa. Có hai đặc điểm của giày mà mình thường hạn chế khi chọn giày đi trong mùa đông, đó là thấp cổ và làm từ vải dệt, phần thân trên làm từ vải dệt. Giày Converse thấp cổ á? Không. Giày Vans cũng thấp cổ á? Thì cũng không. Cả những đôi Adidas cổ thấp thường xuyên được đi trong mùa hè, chắc chắn cũng không. Hoặc là Nike cổ thấp á? Không nốt. Cuối cùng, nếu là giày vải dệt ấy, thì mình cũng sẽ không chọn. Tại vì kể cả là Prime Knit, Line Knit, Fly Knit, loại knit nào đi nữa thì gió nó lùa vào thì cũng buốt đến tận cổ chân. Do vậy là mình sẽ không chọn những cái đôi giày mà làm bằng vải dệt như thế này. Thực ra là vẫn sẽ có chọn, tùy hôm nó không lạnh lắm thì mình vẫn chọn, hoặc là đôi khi là mình thích thì mình đi thôi, tại vì thời tiết mà. Nhưng mà có nghĩa là trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chọn ra những đôi giày mà nó không phải cổ thấp là một, thứ hai là không phải là làm từ vải dệt giống như thế này. Đương nhiên là trong video có đưa ra như thế thôi, nhưng vẫn có những ngày mình đi Ultra Boost, có những ngày mình đi BTS, có những ngày mình đi Vapor Max, vân vân, rất là nhiều. Ok, và bây giờ chúng ta đến với top 5. Có cái con giày đầu tiên mà mình muốn kể ra trong video ngày hôm nay đầu tiên, đó là Broderick Owens bằng da như thế này. Và đây là cái đôi giày mà mình cũng khá ít đi trong mùa hè. Mình ít đi đôi này kể cả trong mùa hè lẫn mùa đông, tại vì nhiều lý do. Lý do lớn nhất đó là đi nó khá là khó chịu, nó rất cứng. Thực sự nó rất cứng và mình cảm giác là mỗi bước chân của mình đi nó lạch bạch như vịt ấy. Khá là nặng nề và cứng. Ngoài ra thì cái da này của nó đi cũng chưa đến cái độ mà nó mềm để mình cảm thấy thoải mái. Nếu mà đã đi đôi giày này mà mình quên mất rằng là mình phải đi tất cao cổ mà còn phải giày, mà mình đi tất cao cổ cũng là cao cổ nhưng mà nó mỏng ấy, kiểu gì mình cũng sẽ bị đau ở hai bên này, là hai bên mắt cá chân, tại vì nó cọ vào quá đau. Mà hôm đấy mà quên đi tất cao cổ, đi tất thấp cổ là coi như xác định luôn, bỏ giày ra mà đi bộ. Do vậy là đây là một đôi giày đi khá khó chịu. Tuy nhiên nếu mà đi vào mùa đông ấy thì nó khá là đẹp, tại vì nó là một đôi giày cao cổ, giữ ấm cũng tốt, tại vì chính cái tính chất là bí của nó ấy, tạo thành một cái ưu điểm vào mùa đông, tức là chúng ta đi khá là ấm. Kéo khóa lên, đây là một đôi giày nó gần như chống gió tuyệt đối, tại vì chả có một cái lỗ nào để nó có thể chui vào được, trừ hai cái bên hông này, có mà như không. Do vậy là mình thấy đôi giày này là một trong những đôi giày mà mình có thể chọn đi trong mùa đông nhiều hơn. Thực tế thì cả mùa đông lẫn mùa hè mình đều ít đi đôi giày này. Đối với Rick Owens cao cổ thì ít ra mùa hè còn đi được, nhưng đối với đôi giày này thì mình thấy là mùa hè mình cũng chẳng đi được. Tại vì đây là một đôi boost đúng nghĩa, có nghĩa là một đôi giày cao cổ mà cao hơn cả bình thường luôn. Đây là một đôi boost cao như giày quân đội, và thực ra là nó cũng có một số họa tiết quân đội là họa tiết camo ở phía này. Đây là một đôi Nike Air Force One phiên bản Special Field, tức là phiên bản đặc biệt, nó không phải là Air Force One bình thường. Và đây là phiên bản 2, cổ cao, không phải cổ mid, cũng không phải là cổ thấp. Hình như Special Field không có cổ thấp thì phải, nếu mình nhớ không nhầm. Đây là đôi màu full black màu đen, và mình rất là khoái cái dây kiểu dây thừng vòng quanh của nó. Và đi đôi này trong mùa đông thì người ta còn ít nhìn kiểu là lạ lùng, nhìn thằng này nó như kiểu gì, nó đi đôi ủng đi hay sao ý, hoặc là vân vân. Nhưng mà mùa hè đi đôi này thì đảm bảo là người ta sẽ nhìn mà giống như quái vật luôn ấy. Mình thì cũng lâu rồi mình không đi đôi này, tại vì cơ bản là mùa hè mình không đi đến, bây giờ Hà Nội mới bắt đầu vào đông, và đôi này chỉ có thể đi trong mùa đông thôi, chứ mùa hè như mình đã chia sẻ mình không đi được.
Tiếp theo sẽ là một đôi giày cao cổ và đây là một đôi Doc Marten. Đây là một đôi Doc Marten Doc 1460 mùng 1 tháng 4 năm 1960. Đôi này mình làm video trên kênh rồi. Và tại sao mình chọn đôi này? Thứ nhất, nó là một đôi cổ cao mà nó bằng da rất là đẹp. Những ngày hôm nào mà mình chọn mặc quần jogger màu đen thì mình sẽ đi với nó. Còn lại những hôm mà mình mặc quần jean thì mình sẽ đi với một đôi top 2 mà các bạn sẽ theo dõi ngay sau đây. Mình chọn đôi này tại vì dáng rất vintage, đẹp và nó ấm. Nó giữ ấm rất tốt. Và đôi này đi mùa hè thì hơi bí thật, cho nên là mình đã dành đi mùa đông nhiều hơn. Cùng với đó, đây là một đôi giày mà nó chống nước. Thì như bạn biết, mình cũng nói đầu video đó là ở miền Bắc này, mùa đông ấy thì kèm theo mưa khá là nhiều. Và mưa thì ở đây mưa phùn khó chịu. Mình cũng chẳng biết là các bạn ở miền khác có biết được là cái mưa phùn nó khó chịu như nào không, nhưng mình đã vốn ghét mưa bình thường rồi chứ đừng nói là mưa phùn. Có nghĩa là kể cả mưa rào mùa hè mình đã không thích rồi chứ đừng nói là mưa phùn. Do vậy là ở một cái mức độ rét buốt cực mạnh ở mùa đông Hà Nội cùng với đó là mưa phùn nữa, thì việc đi một đôi Doc Marten là hết sức hợp lý. Có những người họ đi Doc Marten quanh năm tại vì đơn giản là họ thích, cùng với đó là nó phù hợp với phong cách của họ. Nhưng mà mình thì mình cũng không đi đôi này quá nhiều, kể cả trong mùa hè. Mùa đông thì mình sẽ đi nhiều hơn, đặc biệt là những hôm như mình nói đó là nó mưa rét, có mưa, có lạnh, và cộng thêm là mình mặc một cái jogger màu đen. Chứ mà còn jean thì mình lại không đi đôi này tại vì nó không hợp, mình cảm thấy như vậy. Ba đôi trong top 3 vừa rồi nó là ba đôi đúng nghĩa, ba đôi chính xác luôn. Và top 2 sẽ là một đôi Timberland. Chắc chắn không thể thiếu Timberland trong mùa đông được rồi. Mình rất thích Timberland và đôi này, như mình đã nói, đó là những đôi mà mình chọn đi trong những ngày mà mình mặc quần jean. Thì như đôi Doc vừa nãy thì cứ phải mưa rét cộng thêm mặc jogger màu đen mình mới đi. Nhưng đôi này ấy, chỉ cần mình mặc quần jean thôi, không cần biết hôm đó mưa rét hay không, thì mình vẫn cứ đi, tại vì đôi này mình còn đi trong mùa hè nữa là mùa đông. Và đây là một đôi giày rất là đẹp. Phải thực sự mà nói thì những đôi Timberland nó làm từ vải Nubuck, xin lỗi, da Nubuck, thuộc hàng tốt nhất trên cái quả đất này. Và đây là một đôi giày mà nó giữ ấm cực tốt. Như các bạn thấy nó vô cùng bí và nó cứng ngắc như thế này thì chắc chắn là đi nó rất là nóng trong mùa hè rồi. Và mùa đông như mình đã nói đó là càng bí mùa hè thì mùa đông nó càng ấm. Và ngoài ra đôi giày này là một đôi giày chống nước 100%. Nó sẽ có những cái mắt lỗ như thế này. Thì cái phần lưỡi gà của nó ấy, lưỡi gà của nó sẽ các bạn có thể thấy được là nó sẽ tách từ cái lỗ thứ 3. Có nghĩa là từ phần lỗ thứ 3 này trở xuống ấy, nước có rơi vào thì nó đều ra ngoài hết, nó không vào giày được. Nhưng mà rơi vào phần này thì đương nhiên nó vẫn vào chân chúng ta được rồi. Do vậy thì trong những ngày mưa rét, mưa phùn đến mấy, hoặc thậm chí là mưa bóng mây, mưa rào, mưa ngâu, mưa bất cứ thể loại mưa nằm cạnh nào đi nữa, thì mình đi đôi này mình vẫn có cảm giác cực kỳ tự tin. Như mình nói, mùa hè mình còn đi nữa là mùa đông. Thực ra là mình thích Timberland, cho nên là mình cũng có khá nhiều những cái đôi khác để thay thế. Thì cũng còn tùy những hôm mà mình thích đi những đôi như nào. Tại vì những đôi như này thì nó khá là nặng, nhưng mà những đôi như thế này đi thì nó rất là mềm. Tại vì đây là một dạng Timberland khác, đế nó mềm hơn là đế của những cái đôi cứng ngắc mà chúng ta thường biết, thì nó linh hoạt hơn. Mình đi nó cũng nhiều, nó rất là bẩn. Đấy, nói chung ấy, Timberland là một trong những đôi mà mình nghĩ là thực sự xứng đáng để chúng ta có trong tủ đồ. Và không nói về cái việc là nó có mức giá, không nói về cái việc là nó có lịch sử như nào, riêng cái hiệu năng của nó thôi mình nghĩ là đã xứng đáng rồi. Và cuối cùng là top 1, thì như mình đã nói đầu ấy, thì đó là sắp xếp từ top 5 lên top 1 này không phải là vì mình ưu tiên top 1 đầu tiên, mà mọi cái sự xếp sắp nó đều ngang hàng với nhau. Tức là không phải đôi nào là đôi mà xứng đáng hơn đôi nào, mà mình tùy chọn theo tâm trạng, trang phục, thời tiết, rất rất nhiều yếu tố. Top 1 sẽ là những đôi Jordan cao cổ, những đôi chứ không riêng một đôi nào cả. Đây là một đôi Jordan 1, Jordan 1 màu với màu red đỏ đen. Thì những đôi giày Jordan ấy, thường thường nó sẽ làm từ da, và làm từ da tương đối dày, cùng với đó là nó sẽ có những thành dày này, nó dày, cùng với đó là mục đích để bảo vệ chân cũng như mắt cá chân dành cho người chơi bóng rổ. Chính vì cái lẽ đó cho nên là chúng ta sẽ có những đôi giày mà nó dày, giữ ấm tốt trong mùa đông. Thì đó rõ ràng là ưu điểm để chúng ta có thể mang nó trong mùa đông để tránh được cái rét. Đương nhiên là nó vẫn sẽ có những lỗ thông hơi này, nhưng mình thấy là nó cũng không ảnh hưởng gì lắm trong việc là giữ ấm cả. Và mình rất là thích đi những đôi giày này trong mùa đông. Có những hôm mùa hè vô cùng nóng thì cái nóng ở Hà Nội cũng kinh khủng, thật sự rất kinh khủng. Những hôm đó mình không dám đi cho đường cao cổ luôn, và mình vứt nó trong tủ giày từ hồi nóng đến giờ, bây giờ mới lôi ra để đi. Đương nhiên là thời trang vẫn có thể phang thời tiết, nhưng mà có lắm khi thời tiết mình cảm thấy là nó gây khó chịu cho mình nhiều quá, mình không chọn nữa, tại vì xung quanh mình đủ những thứ khó chịu rồi. Mình có thể lựa chọn để thời tiết không gây khó chịu cho mình thì mình sẽ lựa chọn không đi đôi giày để nó nóng quá làm mình khó chịu thêm. Hy vọng các bạn sẽ hiểu. Đương nhiên là ngoài những đôi
cho tuần 1 này ra thì có thể chọn những đôi mà nó khác đi. Ví dụ như là có thể chọn một đôi cho tuần 5. Có rất nhiều những đôi cái giày cao cổ. Mình có một số đôi Jordan thì cổ không cao nhưng mà cổ cao là nhiều hơn. Tại vì đơn giản là cổ cao để bảo vệ mắt cá chân mà. Thì các bạn có thể chọn bất cứ những đôi cổ cao này các bạn thích. Mình thì mình hay chọn cái gì nhỉ? Bóng thơm. Nói chung là như mình đã nói, mình cứ phụ thuộc vào hôm đấy là mình mặc cái gì, thời tiết như thế nào và tâm trạng ra làm sao. Hoặc là thậm chí chỉ cần thích đi nào là xỏ đôi đó vào. Thì đương nhiên là ngoài Jordan 1, Jordan 5 ở đây ra thì còn rất nhiều đôi Jordan khác mà cổ cao. Thì chúng ta có thể tùy chọn, tùy vào rất rất nhiều thứ. Nhưng mà đương nhiên cũng phần nhiều là dựa vào trang phục nữa. Có những khi mà mình mặc những bộ quần áo hoặc là áo khoác nó chẳng có một tí nào phù hợp. Ví dụ như cái họa tiết Desert Camo của đôi này này, nó thực sự là cũng không dễ để mặc đồ một chút nào. Hôm nào mà mình hứng lên thì mình đi thôi. Chứ còn cái việc phối đồ với màu này sao cho có một số màu sắc nó mix được với nhau ấy, thì nó tương đối là khó. Do vậy cho nên là những cái đôi này thường được mình chọn nhiều hơn. Đỏ trắng mặc kiểu gì cũng được. Hoặc thậm chí đôi Brad vừa rồi ấy, chỉ cần xỏ lên chân là thấy tự tin. Nó đơn giản tại vì mình thích nó. Mình thích một cái đôi giày như thế, cho nên xỏ lên chân là đã tự tin rồi, nên không cần biết là bên trên mình mặc cái gì. Thậm chí là mình không mặc gì cũng được luôn. Do vậy là có những đôi giày mà nó thực sự là nó sinh ra chỉ để chúng ta đi. Chỉ để đi, có nghĩa là đi trong bất cứ một trường hợp nào. Trường hợp nào chúng ta có thể đi, trường nào có thể xỏ nó vào thì chúng ta đều đi được hết. Đơn giản là xỏ một cái đôi như mình vừa nói là đôi 1S Brad này ấy, thì mình có thể đi làm, đi chơi, buổi sáng đi ăn phở, đi thể dục, đạp xe, đi xe máy, đi đám cưới, đi đánh bài, đi chơi game, bất cứ chỗ nào mà mình có thể đặt chân đến thì đôi giày này đều có thể đồng hành cùng với mình mà mình không có bất cứ một cái gì đó là không thoải mái về nó cả. Tại vì kể cả một điểm rất rất nhỏ hoặc thậm chí đến rất lớn về sự không thoải mái ở đôi giày này đều bị đánh bay bởi vì mình thích nó, đơn giản thế thôi. Đây là một trong những đôi giày mà thực sự là mình rất là gắn bó. Không biết là các bạn có những đôi giày nào của bản thân các bạn rằng là các bạn thích nó đến cái độ mà bất cứ hoàn cảnh nào các bạn cũng có thể đi mà không cần phải suy nghĩ gì, bất cứ những gì xung quanh. Cũng không biết là bản thân các bạn có một cái đôi giày nào đó mà các bạn có một cái sự tin tưởng nó tuyệt đối như mình không. Có nghĩa là có một đôi giày nào đó mà các bạn hoàn toàn có thể gạt qua mọi sự suy nghĩ phân vân về việc hôm nay đi giày gì, hoặc là phân vân về việc nó có hợp hay không, hoặc phân vân bất cứ phân vân gì đó xung quanh một đôi giày mà trường hợp nào các bạn cũng có thể xỏ nó vào được. Thì đối với mình thì đây là đôi này. Có rất nhiều đôi mà mình phân vân hàng sáng. Đương nhiên là tại vì có nhiều giày thì mỗi sáng cũng phân vân mặc cái gì cho nó phù hợp. Nhưng mà có những khi thì không cần thiết. Mình cũng có đăng trên Instagram kiểu một cái hình ảnh đại loại là có những kiểu bạn, có những kiểu bạn, bạn thân của mình ấy, dù là lâu không gặp nhưng mà một khi gặp lại vẫn cảm thấy là như kiểu là vừa mới gặp nhau ngày hôm qua, vẫn những câu chuyện ngày hôm qua vậy. Thì cũng có một số những kiểu giày như vậy, có kiểu bạn như vậy thì cũng có những kiểu giày như vậy. Xỏ vào cái là cảm thấy là thực sự là mọi cái trở lên không biết nói nào, nhưng mà nó, xin lỗi, mình cũng không tìm được từ nào để nói cả. Và đó, như vậy là cũng hơi liên thuyên ở phía phần top 1 rồi. Đó là video top 5 những đôi giày mình chọn đi trong mùa đông. Thực ra không phải 5 đôi giày mà là kiểu 5 dòng giày, tại vì có đến mấy đôi Timberland vân vân. Thì nói chung đặc tính của nó thì cũng giống nhau thôi, hoặc là top 1 thì có mấy đôi Jordan vân vân. Chỉ cần là Jordan cổ cao là được. Thì cũng không biết là top 5 những đôi giày mà các bạn hay chọn đi trong mùa đông là gì. Thì hãy chia sẻ bằng cách comment phía dưới video này cùng với mình. Và có một câu hỏi, câu đố nhỏ cuối video như này. Đố các bạn biết có tất cả bao nhiêu đôi giày đã xuất hiện ở trong video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.